Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa quý cụ ông bà và toàn thể anh chị em, hôm nay chúng ta cùng với toàn thể giáo hội dâng lễ Chúa Nhật thứ 19 thường niên. Trong thánh lễ này, chúng ta dâng lên Thiên Chúa tất cả những ý xin của toàn thể cộng đoàn chúng ta. Nhiều người xin được tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn Đức Mẹ. Xin Chúa chúc lành cho quý ân nhân, những người đã đóng góp công của trong những công việc chung và những ai làm ơn cho chúng ta. Xin Chúa thưởng công bội hậu bội phần cho các ngài. Và chúng ta dâng thánh lễ này cũng xin Chúa chúc lành cho gia đình của chúng ta và gia đình của quý của ông bà anh chị em lương dân được chan chứa ơn bình an. Xin cho những người thân được Chúa chúc lành, xin được bình an như ý người xin. Xin cho con cái biết vâng lời cha mẹ. Xin cho đi làm xa được bình an. Xin cho con được bình an và công việc thuận lợi, hồi mân côi. Xin tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ. Xin Chúa ban cho các thành viên luôn chu toàn bổn phận của mình trong đoàn hội và siêng năng lần hạt mân côi mỗi ngày. Cùng với gia đình, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho dì Lược chóng được bình phục. Gia đình xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ cho con Hồng, cho con Hoàng Ân hôm nay lãnh nhận bí tích Thánh Thầy. Cho các em bé nhân ngày rửa tội được mọi sự bình an. Hôm nay sinh nhật con trai Đức Sơn 16 tuổi, con gái Thu Thủy 3 tuổi. Xin Chúa ban cho được nhiều hồng ân Thiên Chúa và xin Chúa chúc lành cho toàn thể gia đình. Chúng ta cũng dâng thánh lễ này để cầu nguyện cho tất cả các em thiếu nhi và các anh chị em huynh trưởng, giáo lý viên, những ai đồng hành với các thiếu nhi được chan chứa ơn Chúa. Chúng ta cũng dâng tất cả những lời nguyện cầu của cộng đoàn chúng ta lên Chúa, xin Chúa thương chúc lành. Và thánh lễ chúng ta dâng hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho tất cả các linh hồn đã qua đời, linh hồn Giuse, Anna Maria, Đa Minh, Phêrô, tiên nhân nội ngoại, tất cả các linh hồn nơi luyện ngục, những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa, linh hồn thuộc nơi đất ở, linh hồn chị Anna mới qua đời, và cùng với Hội Bảo vệ sự sống xin cầu nguyện cho linh hồn Anna mới qua đời. Chúng ta cũng cầu nguyện cho chị Anna Ngoan và bà Maria Quý mới về đời sau được Chúa ân thưởng nước trời. Và chúng ta cầu nguyện cho cụ Ignacio Nguyễn Đức Sĩ. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho ông Cố Đa Minh. Và kính thưa cộng đoàn, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho cô giáo Bùi Thị Cư, là một người bạn mới về đời sau. Xin Chúa đón nhận linh hồn cô giáo về nước trời và xin Chúa ban nhiều ơn an ủi cho những người thân. Để lời cầu nguyện của chúng ta được Thiên Chúa nhận lời, trong khiêm nhường chúng ta hãy thành tâm nhìn nhận những thiếu sót khuyết điểm của mình. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúa là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã được phúc gọi Chúa là Cha, xin cho chúng con ngày càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, ngàn sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách các vua quyển thứ nhất. Trong cuộc hành trình lên núi Horeb, ngôn sứ Elia đi một ngày đường trong sa mạc. Ông đến ngồi dưới gốc một cây kim tước. Ông xin cho được chết và nói: Lạy Đức Chúa, đủ rồi, bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con. Rồi ông nằm dưới cây kim tước đó và thiếp đi. Nhưng này có một thiên sứ đụng vào người ông và nói: Dậy mà ăn. Ông đưa mắt nhìn thì thấy ở phía đầu ông có một chiếc bánh nướng trên những hòn đá nung và một hũ nước. Ông ăn bánh, uống nước rồi lại nằm xuống. Thiên sứ của Đức Chúa trở lại lần nữa, đụng vào người ông và nói: Dậy mà ăn, vì ngươi còn phải đi đường xa. Ông dậy, ăn bánh và uống nước, rồi nhờ lương thực ấy bổ dưỡng. Ông đi suốt 40 ngày, 40 đêm tới Khô Rếp,
là núi của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng người chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa. Xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên. Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa và Người đáp lại, giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng. Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khôn. Sứ thần của Chúa đóng trại xung quanh để giải thoát những ai kính sợ Người. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy, hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em chớ làm phiền lòng thánh thần của Thiên Chúa, vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em để chờ ngày cứu chuộc. Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy, giận hờn hay la lối thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. Vậy, anh em hãy bắt chước Thiên Chúa vì anh em là con cái được Người yêu thương, và hãy sống trong tình bác ái như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy người Do Thái sầm sì phản đối, bởi vì Đức Giêsu đã nói: "Tôi là bánh từ trời xuống." Họ nói: "Ông này chẳng phải là ông Giêsu con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả. Sao bây giờ ông ta lại nói, tôi từ trời xuống?" Đức Giêsu bảo họ: "Các ông đừng sầm sì với nhau. Chẳng ai đến được với tôi nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy. Và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ, hết thảy mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.
Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý cụ ông bà và toàn thể anh chị em đang hiệp thông trong thánh lễ này. Tối hôm qua khi mới bắt đầu vào lễ được một chút thì mất điện. Nhưng mà không phải vì thế mà thánh lễ của giáo xứ Tiên Lục hôm qua không dâng. Hôm qua thánh lễ vẫn bình thường. Những lời cầu nguyện, sự hiệp thông của chúng ta trong thánh lễ vẫn được dâng lên Thiên Chúa. Chúng ta không nhìn thấy, không hiệp thông được qua phương tiện truyền hình, nhưng Thiên Chúa nhìn thấy tất cả những nỗi khốn khổ của chúng ta cùng toàn thể gia đình nhân loại. Và trong thánh lễ này, cộng đoàn chúng ta lại tiếp tục hiệp thông sốt sáng, chúng ta cầu nguyện cho cơn đại dịch sớm chấm dứt. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả các bệnh nhân, những người đã qua đời, được hưởng lòng thương xót Chúa, và xin cho các linh hồn ấy được hưởng hạnh phúc đời sau. Và chúng ta mở lòng để cầu nguyện cho biết bao nhiêu anh chị em đang bị nhiễm bệnh, hướng về đất Việt. Chúng ta cầu nguyện cho các tỉnh thành, trong đó nặng nhất đó là Sài Gòn. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ để các bệnh nhân sớm được bình phục, và rồi mọi người sớm trở lại với một đời sống ổn định. Và kính thưa toàn thể cộng đoàn, hôm qua chúng ta cũng thấy cha xứ dâng hương, và hôm nay chúng ta cũng thấy dâng hương. Để làm gì vậy? Để cầu nguyện cho bao nhiêu người đã qua đời. Và trong đó có một người bạn, anh em cùng với nhau học trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, khóa 1993-1997. Sáng thứ năm, cô từ giã cuộc đời này trở về đời sau. Tên cô giáo là Bùi Thị Cư. Cô sống ở trần gian này 48 năm, thì 24 năm là người đào tạo các thế hệ học sinh. Khi còn ở trong mái trường đại học, cô là một cô giáo, là một cô sinh viên hiền lành, chân chất, ham học. Và sau này khi tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm thì cô đi dạy học ở trường Trung học Phổ thông Yên Thủy, Hòa Bình, hết lòng tận tụy với bao nhiêu thế hệ học sinh. Các bạn ca ngữ văn của trường Đại học Sư phạm 2 khóa 19 rất là thương tiếc cho một người bạn của mình. Từ xa xôi khi biết tin, ai cũng khóc thương cho cô giáo. Một người bạn hiền lành, sự nghiệp đào tạo đang có biết bao nhiêu những thành công, học trò yêu quý, vậy mà giã từ cuộc đời bởi một căn bệnh. Ký ân hận nhất đó là trong những ngày tháng qua, thỉnh thoảng có nói chuyện, nhưng mà không hề biết được cô giáo bị bệnh về máu. Lòng can đảm của một cô giáo giấu các bạn bè, các bạn hầu như không biết. Một sức chịu đựng của một người không phải là người công giáo, nhưng mà lại có một sức chịu đựng kiên cường, một nội lực để không muốn cho ai phải vì mình mà phải nghĩ ngợi. Khi đáng tiếc đó là không biết người bạn của mình ốm đau, để ít ra có lời động viên, chia sẻ.
Và kính thưa toàn thể cộng đoàn, hôm nay lẽ ra ngày thứ bảy đầu tháng thì không chia sẻ, nhưng bởi vì muốn nói với cộng đoàn chúng ta qua lời Chúa hôm nay, và hôm nay cũng là ngày mà dâng lễ cầu nguyện cùng với các con thiếu nhi của chúng ta, nói về một cô giáo qua đời, một cô giáo có một cái sự cống hiến đến quên mình, quên cả cái bệnh tật của mình, không muốn cho những người khác phải nghĩ ngợi. Xin các con thiếu nhi thánh thể và cộng đoàn cầu nguyện cho cô giáo một sự nghiệp nơi cuộc đời qua đi, nhưng đối với Thiên Chúa mà chúng ta tin tưởng, người Công giáo thì gọi là Thiên Chúa, người không biết Chúa thì gọi là ông trời. Không ai sống nơi trần gian này. Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất không chết đi, không thôi đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết đi và thôi đi, thì nó sẽ sinh ra nhiều bông hạt. Và lấy Chúa con biết thế, và con muốn con chết đi như hạt lúa mì. Tình thâm giá ngày xưa ấy của Thầy Chí Thánh xin thắm lên trong con tim con. Anh chị em thân mến, nhờ Đức Kitô là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Trong niềm cảm tạ tri ân Chúa Giêsu thánh thể, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Hội thánh luôn nhắc nhở con cái mình siêng năng tham dự bàn tiệc lời Chúa và mình máu thánh Chúa cách ý thức, sống động, tích cực và hiệu quả. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết lắng nghe và thực hiện lời mời gọi tha thiết của Hội Thánh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Bí tích thánh thể là bí tích hiệp nhất. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang sống trong bất hòa, chia rẽ, tìm thấy nơi thánh lễ nguồn mạch của sự hiệp nhất và yêu thương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chỉ có Chúa mới làm cho con người thỏa mãn cơn đói nơi thể xác và tâm hồn. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang tìm kiếm Chúa là nguồn chân thiện mỹ đều luôn gặp được người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng
chúng ta cùng ăn một bánh và uống một chén. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết nỗ lực sống cuộc đời bác ái, đó là không chua cay gắt gỏng, cũng không nóng nảy giận hờn hoặc la lối thóa mạ, và luôn tránh mọi hành vi gian ác. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Người đời nói thác là thể phách, còn là tinh anh sống gửi thác về. Chúa nói với chúng ta: ai tin vào ta thì sẽ không phải chết. Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Chúng ta dâng tất cả các linh hồn, là những người thân yêu của chúng ta, những người đã qua đời trong cơn dịch bệnh, và tất cả những ai đã qua đời. Trong đó có cô giáo Bùi Thị Cư được hưởng sự sống đời sau trong hạnh phúc. Chúng ta cũng dâng tất cả những ý nguyện xin của mỗi người trong cộng đoàn chúng ta lên cho Chúa. Xin Chúa thương chúc lành, và xin Chúa cũng chúc lành cho K 19 ngữ văn của lớp chúng con luôn được bình an, thăng tiến trong sự nghiệp, tìm thấy được những chân lý trong cuộc đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tận dụng nguồn lương thực thiêng liêng là mình và máu con Chúa để nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng con. Nhờ đó chúng con có thể vượt qua mọi phong ba bão táp trong cuộc sống thường ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bồi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin thánh hóa và chấp nhận của lễ là biểu hiện lễ tế thiêng liêng của giáo hội. Xin Chúa cũng thương tình biến đổi chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng Cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh. Và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa càng đạo bình,
trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa, vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa chúng con tha thiết đài xin Chúa, cũng nhờ một Chúa Thánh Thần đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Thừa lạy người, chúng con cử hành mầu nhiệm này trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình, xin ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa y lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa và được tràn đầy thánh thần của người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria, rất Thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và các Thánh Tử Đạo Hiển Vinh, và cùng toàn thể các Thánh. Vì chúng con tin tưởng các ngài luôn truyền cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội Thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Giám Mục Cosma, chúng con cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và dân Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Lạy Cha, xin nhớ đến tôi tớ Chúa là tất cả các linh hồn chúng con có ý xin trong thánh lễ này. Cha đã gọi họ ra khỏi đời này về với Cha, xin ban cho kẻ đã chết như con Cha thì cũng được sống lại như người. Khi người cho xác kẻ chết sống lại từ bụi đất và cho thân xác mọn hèn của chúng con trở nên giống thân xác sáng láng của người. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con.
đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa khỏi thế, xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Khi Cha lau sạch nước mắt chúng con và khi được thấy tường tận Cha là Thiên Chúa chúng con, thì muôn đời chúng con sẽ trở nên giống Cha và sẽ ngợi khen Cha khôn cùng. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Chớ để chúng con xa chướng cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang ghi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con, xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình,
dạt dào như ngàn con sông, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời con Chúa em trôi, em trôi. Chúa dẫn dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận bí tích nhiệm màu là mình vào máu Đức Kitô. Xin cho bí tích này giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và giúp chúng con luôn vững vàng sống theo chân lý của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong cho anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng nước Cha chỉ đến. Cũng như trên trời, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng. Ban phục vụ hội trưởng gia đình xin thông báo tối mai vào lúc 19:30 xin mời các thành viên về nhà bà Nhạn để cầu nguyện cho linh hồn Anna mới qua đời. Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con mà lại sinh ra con cho con được làm người.